Chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế sâu màu hồng với mình nhé. Đây là màu hồng đỗ đó các bạn, rất chi là đẹp luôn. Ghế sâu này các bạn có thể thay được đổi được 3 khớp nhé. Khớp này này, khớp giữa này và khớp đầu nhé các bạn. Nằm rất chi là thoải mái luôn. Chờ mình tí, nếu không có ai hỗ trợ, mình sẽ tự qua giới thiệu cho các bạn xem. Đấy. Đây, ghế này dài 1m4 nhé, rộng 60cm nhé. Các bạn nhìn này, bông rất chi là dày dặn nhé các bạn. Mình cũng bán vỏ kèm ngoài để các bạn muốn mua thêm để thay đổi nhé. Bên trong là nhét bông và có thể tháo ra giặt được này, rất chi là dễ dàng. Cho mình quay cho các bạn xem. Khóa này. À mình quay ngược rồi. Lộn như thế này mới đúng. Đây, chỗ khóa này các bạn có thể tháo ra giặt được nhé các bạn. Đấy, rất chi là tiện lợi luôn. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi nhé các bạn ơi. Cần hỗ trợ hay nhắn tin gì các bạn cứ nhắn tin cho mình nhá. Mình chào các bạn.